13 thợ mỏ đều bị mắc kẹt sau một vụ sạt lở đất tại một mỏ vàng tại tỉnh Amur thuộc Nga. Theo một nguồn tin từ cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia, thì 13 thợ mỏ đều bị mắc kẹt sau một vụ sạt lở đất tại một mỏ vàng tại tỉnh Amur của nước Nga. Tai nạn xảy ra tại mỏ Pioneer là một trong những mỏ vàng lớn nhất của nước Nga. Mỏ này nằm ở vùng Amur, phía đông Siberia, giáp biên giới với Trung Quốc ở phía nam. Người phát ngôn của Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết vào thứ Ba, 19 tháng 3, rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về tình hình của 13 thợ mỏ Nga bị mắc kẹt tại vùng Amur và sẽ bảo đảm mọi nỗ lực được thực hiện để giải cứu họ. Khu vực mỏ vàng nằm trên một sườn núi rất dốc. Trong khi đó, thì Đức bắt giữ hai người bị tình nghi là thành viên của nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS tại thành phố Jira. Vào hôm thứ Ba, ngày 19 tháng 3, thì lực lượng cảnh sát Đức đã bắt giữ ít nhất là hai người tại thành phố Jira vì những người này bị cáo buộc lên kế hoạch tiến hành một vụ tấn công khủng bố theo lời sai khiến của lực lượng thánh chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo là Sunni. Trong một phát biểu đưa ra trước báo giới, văn phòng công tố viên quốc gia cho biết hai thủ phạm chính của vụ này được xác nhận là hai người đàn ông gốc Afghanistan vốn từng bị truy nã vì tội danh chế bom và mua vũ khí online. Chính phủ Đức đã bắt giam hai thành viên tình nghi của phe ISIS và bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công vào Quốc hội Thụy Điển để trả thù cho vụ đốt kinh Koran ở quốc gia của họ là Scandinavia này. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết chính quyền quân sự của Miến Điện dự trù tổ chức cuộc đấu giá cho ngôi nhà bên bờ hồ giam giữ nhà lãnh đạo và hoạt động dân chủ Aung San Suu Kyi. Vào thứ Tư ngày 20 tháng 3, chính quyền quân sự của Miến Điện dự trù tổ chức cuộc đấu giá cho một ngôi nhà bên bờ hồ nơi cựu lãnh đạo và nhà hoạt động dân chủ Aung San Suu Kyi đã bị giam giữ trong 15 năm. Tòa án tối cao đã ra lệnh vào tháng Giêng rằng ngôi nhà này sẽ được bán sau khi anh trai của bà Aung San Suu Kyi, Aung San Oh đã khởi kiện. Giá khởi điểm dự kiến là 90 triệu Mỹ Kim. Bà Aung San Suu Kyi đã bị cuốn vào cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều thập niên với anh trai về quyền sở hữu của biệt thự bên hồ. Người đoạt giải Nobel Hòa Bình Aung San Suu Kyi đã bị giam giữ tại ngôi nhà cũ kỹ trên hồ Inja ở thành phố Yangon cho tới năm 2012. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ cho phép Texas thi hành luật nhập cư bất hợp pháp. Hôm thứ Ba, ngày 19 tháng 3, thì tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã cho phép Texas thực thi một đạo luật cho phép nhân viên chấp pháp địa phương bắt giữ những người bị tình nghi là người nhập cư bất hợp pháp. Sau khi tạm thời ngăn chặn việc thực thi luật này, tối cao Pháp viện đã ban hành một phán quyết từ chối một yêu cầu khẩn cấp do Bộ Tư pháp của Tổng thống Joe Biden đệ trình, trong đó lập luận rằng các tiểu bang không có quyền thực thi luật nhập cư và luật đó vi phạm các điều khoản của tối cao của hiến pháp. Luật của tối cao Pháp viện không đưa ra lý do, nhưng thẩm phán là Amy Coney Barrett và thẩm phán là Brett Kavanaugh đã đưa ra những ý kiến đồng tình. Người nhập cư bất hợp pháp vẫn được chăm sóc y tế miễn phí. Hàng chục ngàn người nhập cư bất hợp pháp đang đổ xô tới các bệnh viện Hoa Kỳ để điều trị và để lại hàng tỷ Mỹ Kim chi phí chăm sóc y tế không được đền bù. Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện vừa công bố một báo cáo cho thấy rằng từ khoản chi phí hàng năm ước tính 451 tỷ Mỹ Kim bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng biên giới Hoa Kỳ, một phần đáng kể sẽ dành cho việc chăm sóc y tế cho những người nhập cư bất hợp pháp. Với phần lớn dân nhập cư bất hợp pháp không có bất kỳ loại bảo hiểm y tế nào, các bệnh viện và các chương trình phúc lợi của chính phủ. Thượng viện Quốc hội khai thông bế tắc ngân sách nhằm tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa. Vào ngày 19 tháng 3, thì lãnh đạo Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tại Quốc hội thông báo đã đạt được một thỏa thuận để duy trì nguồn tài chính cho chính phủ đến hết tài khóa, tức là bắt đầu từ tháng 10, 2023, qua đó khởi động việc hoàn thiện và thông qua dự luật nhằm tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa vào cuối tuần này. Chủ tịch Hạ viện dân biểu Cộng hòa là Mike Johnson và lãnh đạo phe đa số Thượng viện, Thượng nghị sĩ Dân chủ là Chuck Schumer đã thông báo thỏa thuận như trên. Điểm mấu chốt cuối cùng là nguồn tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa. Trong bối cảnh lượng người di cư gia tăng ở biên giới Hoa Kỳ và Mexico đã trở thành vấn đề gai góc trong chiến dịch vận động tranh cử của Tổng thống Joe Biden, đương nhiệm và cựu Tổng thống Donald Trump. Hệ thống nước khắp Hoa Kỳ bị tấn công mạng. Các thống đốc Tòa Bạch Ốc và Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA cũng như Sở Thủy Cục Tiểu bang cảnh báo tin tặc tấn công mạng lưới của hệ thống nước sạch và nước thải khắp Hoa Kỳ. Ông Michael Reagan, Giám đốc EPA và ông Jake Sullivan, Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia cho biết trong nhiều trường hợp, Sở Thủy Cục không có những biện pháp phòng ngừa căn bản cho an ninh mạng. Ông Reagan và ông Sullivan cho biết EPA sẽ thành lập ra nhóm đặc biệt để xác định những điểm dễ bị tấn công mạng nhất của hệ thống nước và một số vấn đề cấp bách khác.
Hai giới chức này mời giới chức môi trường và nội an của các tiểu bang dự họp vào thứ Năm tuần này để bàn cách cải thiện an ninh mạng cho hệ thống nước.